Nói qua một chút về phiên bản Nike Bayou cũng như là Air Force One Gucci thì dành cho anh em nào nhớ hoặc không nhớ thì tôi sẽ để phần link ở phía dưới phần mô tả nha. Thì tôi đã từng làm về một phiên bản Nike Bayou cũng là của Air Force One và cũng là phối màu Gucci. Nhưng mà ở cái thời điểm mà mình làm cái video review đó, nó cũng là ở cái thời kỳ cuối của cái phiên bản đó rồi. Và sau đó các bạn cực kỳ khó để mà có thể kiếm được thêm một cái phiên bản Air Force One Gucci khác. Và bỗng đi một thời gian, tự dưng mình nghe được một cái tin là có vẻ cái phối màu Gucci này nó thật sự là nó quá là hot và rất là nhiều người kỳ vọng cũng như là muốn sở hữu một đôi. Nên là Nike lại tiếp tục cho mở bán với một cái phiên bản mà mình sẽ gọi ở đây là phiên bản 2.0. Và liệu chúng sẽ có những cái gì khác và chúng đẹp hơn hay là chúng xấu hơn? Hãy cùng mình xem thử xem nha. Đầu tiên sẽ là một chiếc hộp Nike Bayou quen thuộc. Một chiếc hộp nhìn nó rất là gọi là cao cấp và rất là công nghệ tương lai tiên tiến đi, với một điều màu trắng thôi và chữ dòng chữ Nike Bayou ở trên. Dành cho anh em nào mà vẫn chưa biết, mặc dù mình đã giải thích rất là nhiều các video khác, đó chính là Nike Bayou là một dự án mà cho phép các bạn được thiết kế trên chính những cái đôi giày có sẵn của họ, đặt những đường màu hay là thỏa sức sáng tạo. Thì Air Force One Gucci là một trong những cái ý tưởng cũng như là những cái thiết kế của những cái bạn trẻ mà có những cái đam mê cũng như là có những cái ý tưởng tạo nên những cái đường màu độc lạ. Và trong đó Gucci là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất. Nói qua một chút về những cái cảm quan đầu đi, thì vẫn là một cái thiết kế đến từ năm 1982 quen thuộc thôi. Một cái thiết kế dễ đi, dễ phối với một chiếc đế khá là cao. Nói chung là cũng hách chiều cao phải khoảng tầm 3-4 phân đấy. Còn về đường màu, vẫn là những cái cách chơi màu quen thuộc của phiên bản mang tên là Gucci, với đường màu xanh sẽ được rải đều ở khu vực mũi giày toe box này và ở hàm má hai bên upper này, và lọt sang một chút ở khu vực gót cũng như là kéo sâu vào bên trong. Còn đường màu trắng, và ở đây là trắng ngà, để mang đến một cái vẻ gọi là cái vẻ cổ điển vintage cho cái thiết kế cũng như là cái bản chất của Gucci, thì chúng ta sẽ xuất hiện dọc từ cái khu vực đầu mũi này đến lỗ sỏ này rồi kéo ra phía đằng sau. Thêm một cái đường đế giữa cũng sử dụng một đường màu trắng ngà tông xoẹt tông, khiến cho đôi giày nó hoàn thiện hơn. Cũng như là một cặp scoot sử dụng đường màu đỏ, khiến cho một cái thiết kế Gucci hơn bao giờ hết. Tiếp theo là chúng sẽ có một cái cặp dây sử dụng một cái đường màu vàng, vàng rất là ngà, khiến cho đôi giày nó mang một cái thiết kế nó cổ điển, ăn khớp với toàn bộ những cái gì mà đôi giày này nó đang hướng đến. Nhìn chung thì đây vẫn sẽ sử dụng những đường màu quen thuộc cũng như là với cái thiết kế Air Force One đó, nên chúng ta sẽ có một cái vẻ ngoài của phiên bản 2.0 này không khác quá nhiều so với phiên bản đầu tiên. Tuy nhiên, sẽ đến với cái chuyên mục là mình sẽ mang ra so sánh cũng như là đặt cạnh để khiến cho các bạn có một cái nhìn rõ ràng nhất về sự khác biệt của phiên bản mới với phiên bản cũ. Đầu tiên rõ ràng phải nói đến cái đường màu xanh lam được xuất hiện ở khu vực mũi này, hai bên upper và gót. Cái đường màu xanh lam này ở phiên bản 1.0 chúng sẽ là một cái đường màu xanh lam rất là đậm. Nó đậm theo kiểu như là nó không khiến cho cái tổng thể đôi giày trở nên sáng đâu, mà chúng sẽ bị tối đi một chút so với thiết kế của phiên bản Gucci này. Và với mình thì mình đánh giá rất là cao cái phiên bản sáng này hơn, vì chúng khiến cho cái đôi Gucci này khi mà đặt lên chân của các bạn nhìn nó sẽ rất là đẹp và cũng như là tôn lên dáng của đôi giày rất là nhiều. Tiếp theo là sẽ đến với cái đường màu của dây giày và bộ đế dưới. Thì như các bạn đã biết, ở phiên bản Air Force One Gucci 1.0 thì chúng sẽ sử dụng một cái tông màu vàng ngà ở cả phần dây và cả phần đế dưới, tông xoẹt tông. Nhưng mà ở phiên bản Gucci 2.0 này thì với mình đây sẽ là một sự nâng cấp, thật sự là như vậy. Tại vì chúng đã đầu tư, tuy là các bạn sẽ thấy một cái vẻ ngoài hai đường màu nó không giống nhau, nhưng mà chúng hoàn toàn là có chủ đích. Bộ dây vẫn sẽ sử dụng đường màu vàng ngà đó, nhưng mà bộ đế thay vì sử dụng những chiếc đế thông thường và phủ màu lên, thì bản chất của đôi Gucci 2.0 này sẽ sử dụng nguyên một bộ đế găm, hay còn được biết đấy là một bộ đế cao su, và mang đến một cái đường màu nâu nó rất là tự nhiên như này. Thì theo mình thì mỗi bên một kẻ tắm lạ người nửa cân thôi. Đến với điểm khác biệt tiếp theo, đó chính là tuy là cả hai phiên bản 1.0 và 2.0 đều mang trên mình một cái miếng tag màu trắng với dòng Nike Air và biểu tượng scoot cùng tên của đôi giày là Air Force One, nhưng mà ở phiên bản 2.0 này chúng ta sẽ có thêm một dòng chữ óng ánh ở ngay phía dưới bên đấy. Nó sẽ ghi là Anniversary Edition, hay là một phiên bản kỷ niệm. Thì cái phiên bản Gucci 2.0 này sẽ được ra mắt ở cái thời điểm mà dòng Air Force One kỷ niệm 40 năm thành lập. Và tình cờ thay,
là chúng sẽ được bổ sung những cái dòng chữ như vậy như là một cái cách kỷ niệm và khiến cho cái thiết kế này nó vừa thứ nhất là vừa limited, thứ hai là nó sẽ độc lạ hơn, cũng như là thứ ba là nó sẽ có giá trị sưu tập hơn rất là nhiều. Và cuối cùng, một cái sự khác biệt cũng như là một cái sự nâng cấp hơn, đấy là ở phiên bản Air Force One Gucci, phiên bản thứ hai này, chúng ta sẽ có một cái, nó gọi là một cái móc chìa khóa đi, và nó sẽ được xỏ ở khu vực dây giày hình một cái bàn chải của biểu tượng, có một dấu Scoot ở trên đó, một cái bàn chải màu vàng gold nhìn rất là hay luôn. Mình đã nhìn thấy rất là nhiều những cái chi tiết hay là những cái móc đặc trưng và độc lạ được xuất hiện ở trên rất là nhiều những đôi Nike, nhưng mà một cái bàn chải thì thật sự là chưa bao giờ các bạn ạ, nhìn rất là hay luôn. Ngoài ra thì cái bàn chải này cũng có thể tháo ra được và các bạn đi chán, các bạn bỏ ra, các bạn muốn có sự mới mẻ, các bạn lại cho vào. Và ngoài ra thì cái bàn chải này cũng có thể thành một cái móc chìa khóa tuyệt vời luôn. Đó, nhìn rất là hay các bạn ơi. Và đó là tất cả những đánh giá cũng như là một cái phép so sánh nho nhỏ giữa phiên bản Air Force One Gucci 2.0 với phiên bản Air Force One Gucci 1.0. Theo như đánh giá của mình thì mỗi một phiên bản sẽ đều có một cái nét đẹp riêng. Và ở cái phiên bản 2.0 này mình sẽ thích nhiều hơn một chút, tại vì những cái chi tiết mà chúng đặt lên cũng như là những cái sự nâng cấp, tất nhiên rồi phiên bản sau luôn luôn phải làm tốt hơn phiên bản trước chứ. Có điều sẽ có rất là nhiều bạn, đối với họ phiên bản 1.0 sẽ là một trong những cái phiên bản mà định hình khái niệm Air Force One Gucci. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ phiên bản nào đẹp hơn? Hãy để lại phía dưới comment cho chúng mình biết nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.